Chồng Tây xác nhận ly hôn á hậu, MC Hoàng Oanh. Hoàng Oanh và chồng Tây nhiều lần vướng tin đồn ly hôn trước đó. Trên trang cá nhân mới đây, chồng Tây của á hậu, MC Hoàng Oanh đã tuyên bố ly hôn sau nhiều đồn đoán. Anh viết, tiếc là chúng tôi không thể giải quyết mọi việc. Tin đồn ly hôn là sự thật. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy con trai của chúng tôi luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Thông tin này khiến nhiều người vô cùng tiếc nuối bởi trước đó, á hậu Hoàng Oanh và Zack được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất nhì V-Biz. Cả hai đã có khoảng thời gian yêu nhau sâu đậm và về chung nhà bằng một đám cưới trong mơ vào năm 2019. Khoảng thời gian gần đây, cả hai cũng liên tục vướng tin đồn rạn nứt vì không còn xuất hiện cùng nhau nhiều như trước. Hoàng Oanh hiện vẫn chưa có thông báo chính thức nào. Rất nhiều lời đồn đoán về nguyên nhân ly hôn của cặp đôi. Cách đây không lâu, Hoàng Oanh đã từng trả lời báo chí, cô trải lòng những góc khuất của cuộc sống hôn nhân mà lâu nay không ai biết. Hoàng Oanh thừa nhận, cô đã vỡ mộng khi bước vào hôn nhân. Do sự khác biệt về văn hóa mà Hoàng Oanh và chồng Tây thường xuyên có những mâu thuẫn trong nếp sống hàng ngày. Oanh không vơ đũa cả nắm nhưng Oanh nghĩ đây cũng là một văn hóa của người Mỹ. Họ rất độc lập, chủ nghĩa cá nhân. Cái đó không xấu nhưng nó hơi xung đột với văn hóa Việt Nam mình. Ví dụ như anh ấy đã có vợ có con nhưng cuối tuần vẫn thích đi với bạn bè, vẫn giữ cuộc sống độc lập. Phụ nữ Việt Nam mình có gia đình là dành hết mọi thứ cho chồng cho con nhưng anh ấy là đàn ông. Lại là người Mỹ nữa nên rất yêu cuộc sống riêng của bản thân. Nhiều khi mình phải nhắc vì cuối tuần là thời gian dành cho gia đình. Có lẽ sự mâu thuẫn này cũng phản ánh văn hóa, tư duy của hai đất nước khác nhau. Anh không nói ai trong đất nước đó cũng như vậy. Nhưng mình có thể thấy ở Mỹ, họ đề cao tự do cá nhân nên chủ nghĩa cá nhân ở chồng anh rất cao. Vì thế mà anh ấy rất độc lập và tự tin. Còn anh thì rất truyền thống, yêu văn hóa gia đình. Hoàng Oanh tâm sự. Khi được hỏi về những điều khiến cô vỡ mộng trong cuộc sống hôn nhân, Hoàng Oanh thẳng thắn kể ra những lần hai vợ chồng mâu thuẫn, giận dỗi. Dù chồng có nhiều tật xấu nhưng cô vẫn cố gắng chấp nhận để hòa hợp với đối phương. Có những cái mình thấy ông ấy khó chịu quá mà thôi cũng kệ. Có những cái nó thuộc về thói quen, tính cách thì mình cũng chấp nhận. Nhưng mình có giới hạn, ví dụ như chồng Oanh không thích cây vì ở đây hay bị sốt xuất huyết. Anh ấy sợ trong cây có muỗi sẽ cắn con. Nhưng Oanh lại mua một chậu cây về đặt ở ban công. Lúc gió lớn cát trong chậu cây bay ra, anh ấy chịu không nổi nên vứt luôn cái cây của Oanh. Mình mới nổi điên lên và nói rằng có những vấn đề có thể chấp nhận nhưng đây là chuyện về tôn trọng sở thích cá nhân. Khi anh muốn lấy cái món đồ của em, làm gì thì phải hỏi ý kiến. Đó là lần Oanh rất giận và chồng đã tiếp thu ý kiến. Sau này anh ấy làm gì cũng hỏi mình. Nhiều lúc mình có thể mềm mỏng cho qua, nhưng có những lúc phải đặt rõ ranh giới. Giới hạn có thể chấp nhận được và không thể chấp nhận được, cô nói. Một trong những mâu thuẫn khác của vợ chồng Hoàng Oanh là cách xử lý khi giận dỗi nhau. Oanh thì khi có mâu thuẫn là thích nói cho ra hết vấn đề. Còn chồng Oanh những lúc căng thẳng thì lại muốn yên tĩnh, muốn có thời gian riêng để suy nghĩ. Khi nào thoải mái thì quay lại nói chuyện sau. Nếu người kia thay đổi không được thói quen đó thì mình sẽ là người thay đổi trước. Bây giờ anh ấy không muốn nói chuyện thì Oanh sẽ để cho anh ấy một mình. Đến ngày hôm sau cả hai đã thoải mái thì mình ngồi xuống nói chuyện. Oanh nghĩ mình là người dễ làm hòa hơn. Chỉ cần gia đình hạnh phúc thì Oanh có thể làm tất cả mọi thứ trong khả năng. Còn chồng Oanh thì nghĩ phải để bản thân thoải mái. Vui vẻ thì những người xung quanh mới nhận được nguồn năng lượng tích cực đó. Không sao cả, nếu mình nhường nhịn được chừng nào để cuộc sống gia đình vui vẻ hơn thì mình cứ làm. Còn chừng nào đạt đến giới hạn thì Oanh sẽ nói thẳng. Hiện tại chúng tôi đang tiếp tục liên hệ để xác minh việc ly hôn của Hoàng Oanh. Tuy nhiên, cô và chồng Tây đều không có phản hồi.